Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Bầu Đức và chuyên gia nói thẳng với huấn luyện viên Chelsea. Nguyễn Philip điểm tựa cho huấn luyện viên Chelsea. Tuyển Việt Nam cần cải thiện nhiều. Tuyển Việt Nam đánh mất vị thế số 1 Đông Nam Á. Bầu Đức và chuyên gia nói thẳng với huấn luyện viên Chelsea. Bầu Đức và giới chuyên gia có những đánh giá trái chiều về ông Chelsea sau thất bại trước Indo ở lượt trận thứ 2 bảng D và bị loại khỏi Asian Cup. Ông Chelsea đang nhận về rất nhiều chỉ trích từ phía người hâm mộ và giới truyền thông. Nhiều người thì cho rằng chiến lược gia nghiệp Pháp là nguyên nhân dẫn đến thất bại của tuyển Việt Nam vì quá tin cầu thủ trẻ và non kinh nghiệm. Trong khi những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Hùng Dũng, Văn Thanh, Tấn Tài hay Văn Toàn lại phải ngồi dự bị. Chúng ta không nên phán xét bởi đó là việc của huấn luyện viên trưởng. Tôi chỉ đưa ra nhận định, phân tích dựa vào tình huống trong trận đấu, không thể đánh giá huấn luyện viên đúng hay sai. Việc ông Chelsea đúng theo cầu thủ nào thì cũng đã có những sự suy tính. Trong một cuộc chơi thì sự tính toán có thể đúng, có thể sai. Và các cầu thủ thì có thực hiện được hay không lại là câu chuyện khác. Nếu ở trận đấu gặp Indonesia, các cầu thủ trẻ đá tốt và tuyển Việt Nam thắng thì lại khác. Tôi cho rằng mấu chốt cơ bản nhất của tuyển Việt Nam đó là vấn đề thể lực. Hầu như các vị trí chủ chốt đều chơi không đạt yêu cầu, ông Phan Anh Tú chia sẻ. Chia sẻ với giới truyền thông trong nước thì ông chủ của đội bóng Hoàng Anh Gia Lai, Bầu Đức cho rằng bóng đá có thắng thua nhưng thua Indo và bị loại sớm thì huấn luyện viên Chelsea chắc chắn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam. Trận thua trước Indo không chỉ thất vọng với kết quả mà điều đáng lo nhất là cách thua và sử dụng con người không đúng. Nhiều cầu thủ giỏi đã phải dự bị. Chưa bao giờ tôi thấy Việt Nam đá với Indonesia mà bị lép vế đến như vậy. Đá bế tắc lắm, xem không có cửa thắng. Nói sòng phẳng thì là như vậy. Chúng ta có lối chơi không bằng họ, thiếu kết dính, thiếu ý tưởng tấn công, sự phản kháng yếu ớt hơn họ, không bản lĩnh bằng họ do các cầu thủ tốt như Hùng Dũng, Hồ Tấn Tài, Văn Thanh, Văn Toàn ngồi dự bị. Theo lịch ngày 24 tháng 1, Việt Nam sẽ đá trận cuối tại Asian Cup 2023 gặp Iraq. Nguyễn Philip điểm tựa cho huấn luyện viên Chelsea. Nguyễn Philip chơi hay nhất trận trong thất bại của Việt Nam trước Indonesia. Anh không chỉ là điểm tựa cho một giải đấu của đội tuyển Việt Nam, thủ môn này còn là điểm tựa cho cả một chiến dịch nâng tầm đội tuyển Việt Nam của Chelsea. Dù rằng con đường ấy có thể sẽ không đến được cái đích trọn vẹn. Đội tuyển Việt Nam thua 0-1 trước Indo, đó là trận đấu mà những chiếc bi sao vàng thua toàn diện trước đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á. Thứ nhất là về lối chơi, Việt Nam chơi không hay và không hợp lý như đối thủ. Thứ hai là về phương diện khu vực và mặt bằng của bảng đấu, Việt Nam đã thua đội bóng láng giềng khó chịu. Thứ ba là về góc độ giải đấu, trận thua này khiến cho Việt Nam bị loại khỏi giải dù vẫn còn một trận đấu gặp Iraq tại vòng đấu bảng. Cuối cùng là về góc độ huấn luyện, ông Chelsea tiếp tục thua Indo, đối thủ mà người tiền nhiệm Park Hang-seo không bao giờ chịu khuất phục. Bốn yếu tố ấy khiến cho Việt Nam và cá nhân ông Chelsea chịu sức ép rất lớn. Song có một điểm sáng để nhà cầu quân người Pháp, những chiến binh sao vàng tựa vào, đó là Nguyễn Philip. Theo SofaScore, thủ môn Việt Kiều được chấm điểm cao nhất trận. Trong tổng số tất cả các cầu thủ vào sân từ phía Việt Nam lẫn Indonesia, cụ thể Philip chỉ được chấm là 7,6 điểm. Trong 90 phút, thủ môn này có 4 lần cứu thua, 2 lần đâm bóng giải nguy. Trong số này, Nguyễn Philip cũng có 2 lần giúp cho đội tuyển Việt Nam tránh khỏi bàn thua đến từ những pha dứt điểm của cầu thủ Indo trong vòng cấm địa. Sẽ thật hoàn hảo nếu như Nguyễn Philip ngăn cản được cú sút phạt đền của Asnawi bên phía Indonesia. Bởi đó cũng là lần duy nhất mà các chân sút bên phía đội bạn khuất phục được mảnh lưới của Việt Nam vốn được chấn giữ bởi Nguyễn Philip. Ngược dòng trở lại trận đấu với Nhật Bản thì Nguyễn Philip thủng lưới 4 bàn, nhưng ngoại trừ tình huống ra vào thiếu chính xác trong việc phán đoán điểm rơi dẫn tới bàn thua mở tỷ số của Minamino tại phút thứ 11, Nguyễn Philip không mắc lỗi trong 3 lần dứt điểm đẳng cấp của các chân sút Nhật Bản sau đó. Thậm chí tại trận đấu này, Philip còn có tới 3 lần cứu thua xuất sắc cho đội tuyển Việt Nam trước đại diện xứ sở Hoa Anh Đào. Nên nhớ, Samurai Xanh có 7 lần dứt điểm trúng đích khi gặp Việt Nam, 4 lần trong đó Nhật Bản lập công, 3 lần còn lại họ bị chặn bởi khả năng cứu thua quá tốt của Nguyễn Philip. Ông Chelsea đã đặt nền móng cho nhiệm kỳ của mình tại đội tuyển Việt Nam, thay thế người tiền nhiệm Park Hang-seo từ giữa tháng 2 năm ngoái. Suốt 11 tháng qua thì ông từng bước đan xen giữa những con người cũ vẫn còn phong độ cao của ông Park với các cầu thủ trẻ hay phát hiện từ chính bản thân mình. Nhưng trường hợp đáng kể nhất phải kể đến là Nguyễn Philip. Giữa tháng 11 năm 2023 thì ông Chelsea đích thân gặp một vị khách quan trọng vốn nằm ở diện đối tác tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Nguyện vọng khát khao muốn có Nguyễn Philip trong đội hình của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 23 được ông thầy người Pháp chia sẻ cho vị khách này. Và quả thực thì điều đó trở thành chất xúc tác đủ cần thiết để Nguyễn Philip nhập tịch thành công đội tuyển Việt Nam. Đây có thể được xem là một dấu ấn trong cách dùng người của ông Chelsea.
trong bối cảnh việc lựa chọn nhân sự từ vị chiến lược gia 68 tuổi luôn bị rơi vào khó khăn do chấn thương, phong độ suốt từ đợt tập trung này đến giai đoạn hội quân khác. Nhưng sự xuất hiện của Nguyễn Philip không chỉ dừng lại ở việc củng cố khả năng chọn người và cầm quân cho huấn luyện viên Chuse tại một giải đấu lớn. Hay ở bối cảnh hiện tại, anh là điểm sáng lẻ loi trong bức tranh u ám mà Việt Nam thua Indo. Với huấn luyện viên Chuse, sự có mặt của Nguyễn Philip còn mang một ý nghĩa cách mạng, bởi theo nhà cầm quân người Pháp thì muốn đi đến World Cup, Việt Nam cần ít nhất là 3 nguồn lực cầu thủ hồi tụ. Đó là những cầu thủ giỏi được xuất ngoại, một giải đấu được nâng tầm để tạo môi trường cạnh tranh lớn cho các gương mặt trời ở trong nước. Và thứ ba thì đây là việc hội tụ các cầu thủ gốc Việt hay Việt kiều từ năm châu bốn bể. Nguyễn Philip là một trong những cái tên tiên phong như vậy ở nhóm số 3 mà ông Chuse cần. Bởi từ Nguyễn Philip, đội tuyển Việt Nam mới có thêm được cơ sở để trao cơ hội cho các gương mặt Việt kiều khác. Theo chiều ngược lại thì chính những cầu thủ Việt kiều chất lượng cao cũng có thêm sự háo hức và niềm tin để trở về cống hiến cho những chiến binh sao vàng. Nhìn cái cách mà Indo thay ra đổi thịt, với việc mở đường cho các gương mặt nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu, Việt Nam càng có lý do để quyết tâm cho câu chuyện này. Màn trình diễn của Nguyễn Philip không hẳn chỉ dừng lại ở việc xoa dịu cho tổn thương hiện tại. Anh đã và đang giúp cho chiến dịch chiêu mộ hiện tại gốc Việt của ông Chuse được củng cố và nhận thêm nhiều niềm tin và sự ủng hộ. Tuyển Việt Nam cần phải cải thiện nhiều. Sau hơn 7 năm, tuyển Việt Nam mới phải nhận thất bại trước Indonesia khi mà đoàn quân do Chuse dẫn dắt thi đấu lép vế trước đội bóng xứ Vạn Đảo về trình độ lẫn đẳng cấp. Với hơn 4 năm làm việc cho nền bóng đá Indonesia, ông Shin Tae-yong am hiểu các khu vực đội bóng Đông Nam Á và chẳng khác đồng nghiệp Hang Seo, người từng dẫn dắt và gặt hái nhiều thành công với bóng đá Việt Nam. Đó là lợi thế rất lớn của ông Shin ở màn đấu trí với Chuse ngày 19 tháng 1. Nhìn vào màn trình diễn của Indonesia, giới chuyên gia nhận xét các cầu thủ xứ Vạn Đảo thừa kinh nghiệm chinh chiến và đủ khả năng lấn lướt tuyển Việt Nam ở cả khâu tấn công lẫn phòng thủ từ xa. Với nòng cốt là lứa cầu thủ trẻ tài năng từng giành huy chương vàng SEA Games 32, được bổ sung các ngôi sao nhập tịch có trình độ chuyên môn cao, Indo có thể dễ dàng áp đảo tuyển Việt Nam bằng những mảng miếng tấn công phủ đầu. Điểm yếu của tuyển Việt Nam ở trận thua Indo nằm ở tinh thần, bản lĩnh thi đấu non nớt của các cầu thủ trẻ, cách tiếp cận trận đấu ban đầu sai lầm và một cách dụng quân của ban huấn luyện. Điển hình từ những pha ném biên mạnh vào khu vực 16m50 sở trường của Indonesia chẳng thể gây nguy hiểm cho khung thành tuyển Việt Nam dưới thời của ông Park, đã khiến hàng thủ với cặp trung vệ cao to Việt Anh và Thanh Bình vất vả chống đỡ, hoặc Thanh Bình kéo áo đối phương trong vòng cấm địa đến 2-3 tình huống. Nhiều ý kiến cho rằng ông Chuse quá tự tin và kinh nghiệm điều quân mà không nghiên cứu kỹ đấu pháp chiến thuật của Indo. Các học trò của ông đã bị bất ngờ trước khả năng pressing tầm cao mà Indonesia dâng sẵn từ ban đầu. Đó là lý do khiến cho tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam sa sút và không thể triển khai đúng ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện. Không ít ý kiến thắc mắc về cách lựa chọn đội hình của huấn luyện viên Chuse khi ông không tận dụng kinh nghiệm của nhóm tuyển thủ trụ cột trong bối cảnh toàn đội thi đấu bế tắc. Đặc biệt là ở đầu trận trước một đối thủ có hơn nửa đội hình là các ngoại binh nhập tịch, hùng dũng tấn tài Duy Mạnh khỏe mạnh nhưng không được Đoái Hoài, còn Văn Thanh chỉ ra sân vỏn vẹn 10 phút, không thể hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng 1/8 Asian Cup. Việt Nam cần phải cải thiện nhiều để hướng tới vòng loại World Cup 2026 và tháng 3 năm 2024. Việc trẻ hóa lực lượng, tạo lớp tài năng kế thừa cho đội tuyển Việt Nam là quan trọng, nhưng cần phải có sự chọn lọc, kế thừa và xây dựng kế hoạch phù hợp. Tuyển Việt Nam đánh mất đi vị thế số 1 Đông Nam Á. Tờ Khao Sót của Thái Lan cho rằng đội tuyển Việt Nam đã đánh bại vị thế số 1 Đông Nam Á sau thất bại tại Asian Cup 2023. Bất ngờ để thua 0-1 trước Indo với màn trình diễn khá thất vọng, Việt Nam chính thức bị loại tại Asian Cup và chỉ còn một trận đấu nữa. Thầy trò Chuse cũng là đội đầu tiên của giải đấu năm nay không còn cơ hội đi tiếp. Ác mộng 8 năm không thắng trước Việt Nam tại cấp đội tuyển quốc gia kết thúc. Tờ Compact của Indonesia bình luận sau trận thắng 1-0 của Indonesia trước Việt Nam hôm 19 tháng 1. Tuyển Indonesia thức dậy sau cơn ác mộng trong quá khứ. Đây là một trận đấu căng thẳng nhưng chúng ta không mắc sai lầm và nắm lợi thế. Bola khẳng định tuyển Việt Nam không còn mạnh như các giải đấu trước. Tại sân Abulak Bin Khalifa thì người ta chứng kiến một bộ mặt khác của các chiến binh sao vàng. Họ chơi với phong cách khác so với thời của ông Park Hang-seo. Từ này phân tích, Compat cho rằng Việt Nam dưới thời của Park Hang-seo gây khó chịu hơn cho Indonesia. Jakarta Globe dẫn lời Aliduddin Ali, cựu tiền đạo tuyển Indo cho hay: "Tôi mừng vì đội bóng của chúng ta chơi trận đấu sòng phẳng, có nhiều thời điểm áp đảo đối phương, không cần phải chơi xấu hay quyết liệt để ngăn đối thủ. Đây là màn trình diễn tiến bộ nhất của Indo dưới thời Shin Tae-yong." Tờ Khao Sót của Thái Lan bình luận, đội tuyển Việt Nam đánh mất vị thế ở Đông Nam Á sau thất bại trước Indonesia. Không chỉ thua Indo, Việt Nam còn hứng chịu thực tế cay đắng khi trở thành đội bóng đầu tiên bị loại khỏi Asian Cup sau 2 trận đấu toàn thua. Trận đấu với Iraq vào lúc 18:30 ngày 24 tháng 1 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với đội bóng này. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chưa có ý định sa thải ông Chuse. Tuy nhiên, trận đấu vào ngày 26 tháng 3 tại vòng loại World Cup gặp Indo có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để vị chiến lược gia này cứu vãn chiếc ghế đang lung lay.
Phát biểu sau trận thua thì Chuse nói: "Tôi thất vọng về đội thua trận. Kết quả hôm nay khiến đội bóng không thể đi tiếp, nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu vì mục tiêu 3 điểm ở lượt cuối. Toàn đội không được phép từ bỏ. Tôi hài lòng với hiệp 2, nhất là tinh thần. Các cầu thủ chỉ đấu không ngừng. Dù bị đối thủ ghi bàn ở một tình huống phạt đền, họ nỗ lực tìm kiếm bàn thắng và hết mình trong các tình huống bị phản công để duy trì sự cân bằng cho hàng phòng ngự. Dù thua, một số cầu thủ đã thể hiện tốt, vượt kỳ vọng và đây chính là điểm mà tôi cần phải ghi nhận."